Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cao su càng A phía trước của Forerunner 2008. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty RBI của Thái Lan. Sản phẩm này có thể bắt chung với Mazda BT50 nha nhé. Đó. Mỗi một cao su thì sẽ được đóng gói trong một chiếc túi như thế này. Và mã sản phẩm của nó thì cao su nó sẽ dùng chung, nên là mã thì nó sẽ chung nhau, nó không phân biệt. Ví dụ như UR563470B thì nó tất cả đều bốn quả này nó sẽ đều chung một mã, nó không như một số cái hàng khác. Về sản phẩm thì đã được đóng gói trong một chiếc túi như thế này để đảm bảo cho quá trình được bảo quản sản phẩm được tốt hơn. Bởi vì khí hậu ở Việt Nam nó là khí hậu nhiệt đới, nên nếu mà cho ra ngoài thì nó sẽ rất nhanh bị oxy hóa đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái bộ sản phẩm, đó chính là cao su càng A của Ranger 2008. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ về kỹ thuật là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.